Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một siêu phẩm đồng hồ đến từ Nhật Bản. Đây là chiếc đồng hồ vai bò Seiko. Chiếc đồng hồ vai bò này thì anh em có thể thấy nó có cái bề ngang rất là lớn. Con này là bề ngang lên tới 78, gần 80 phân, rất là to. Có thể nói là cái size lớn nhất của cái đồng hồ vai bò của Nhật. Thì chiếc đồng hồ vai bò này nó sẽ sở hữu dòng bán tự động, có nghĩa là anh em vừa sử dụng pin và nó vừa có bộ gông búa. Con này là 5 gông 5 búa luôn. Đó, rất là hay. Và anh em có thể thấy thì cái nước sơn của nó là nước sơn bóng Bialo, rất là đẹp. Rất là mới. Rất là mới. Anh em có thể thấy cái bề ngang của nó là 78 phân, cái chiều cao này của nó lên tới khoảng độ 25 phân. Cái mặt này là mặt 18, rất là đẹp. Mặt này là mặt số La Mã. Và anh em có thể thấy ở dưới này thì là nó sẽ có cái dòng chữ Wellington Chime, sử dụng bộ máy transistor. Đó. Hoa văn phù điêu ở trên này rất là đẹp. Nói chung là con này rất là mới. Mới lắm. Đó. Bây giờ em sẽ thử cái tiếng chuông cho anh em nghe. Đó. Đây này, phía sau nó. Đó, anh em có thể thấy đây là cái bộ máy của nó, sử dụng cái bộ máy transistor. Dưới này là 5 gông 5 búa. Đó. Tiếng chuông nghe rất là hay. Con này thì nó có cả cái phần tắt nhạc chuông này anh em. Tắt nhạc chuông. Đó, anh em có thể thấy những cái dòng bán tự động như thế này thì có một cái mà rất là thích, có nghĩa là chúng ta không cần phải lên dây và cho pin vào là nó sử dụng thôi. Đó. Nó rất là tiện. Vừa có tiếng chuông hay mà chúng ta không cần phải chỉnh thời gian, cũng giống như là lên dây cót. Và cái độ chính xác của nó dĩ nhiên là nó sẽ cao. Còn đâu đối với cả những chiếc đồng hồ vai bò mà chạy cơ cót thì đa phần chúng ta mua để trưng bày và sử dụng nghe tiếng nhạc. Độ chính xác của nó thì nó tùy con, nhưng mà đa phần những con cơ cót thì là độ chính xác của nó thì không còn tuyệt đối. Đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua chiếc đồng hồ vai bò này. Cảm ơn tất cả mọi người.